Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình đang đến với cái tựa game khá là quen thuộc, đó chính là Dragon City nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình đang kẹt ở lab 11 và Notch 5. Mình đang có một cái free bin ha. Đây, anh em mình sẽ sử dụng cái này để bỏ qua được cái nhiệm vụ nha các bạn. Wow, lần này thì chỉ được có ra ngay con số 1 luôn cơ. Cây nhỏ. Ở đây thì anh em mình còn phải chờ tầm khoảng là 1, 2, 3, 4, 4 cửa nữa. Ôi, khá là khoai ha. Rồi, thế đó là yêu cầu của khá là nhiều bạn đã comment bên YouTube á. Thì đây, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên thuộc dòng là Heroic nha các bạn. Con này khá là cute luôn và nó có cái tuyệt chiêu á là tam giác nha. Cái chiêu này thì nó sẽ khắc chế được Karma's Heroic và Macaron Gold, kể cả con Sinful luôn các bạn à. Đó là những thành viên rất là hộ bảo luôn ha. Rồi, với cái nhân vật này anh em mình sẽ có được là 4 chiêu. Chiêu đầu tiên là tam giác ha. Chiêu thứ hai sẽ là tuyệt chiêu gió. Chiêu thứ ba của chúng ta hắn ta hay kêu là dấu ấn rồng xanh đó các bạn. Nhìn dấu ấn này cũng khá là đẹp. Chiêu cuối cùng sẽ là tuyệt chiêu thời gian. Bé yêu này thì thuộc dòng là Heroic và nó cũng khá là mạnh mẽ nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau mang cái thành viên này đi trải nghiệm nhẹ ở cái khu vực Arena. Đây là một trong những cái khu vực khá là đẳng cấp của Dragon City nha. Ở đây chúng ta sẽ được chiến đấu với những anh bạn rất là mạnh luôn. Wow, chẳng hạn như thành viên này đi ha. Ôi, anh em mình đang có sát thương nhân 2 nè mọi người. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho cái bé Gon của chúng ta ra trước nha. Với lượng sát thương nhân 2 thì ui, bế nhẹ được con Heroic này luôn ấy. Wow, tiếp theo thì mình sẽ cho cái bé này ra, nhân vật chính của anh em mình ngày hôm nay nha. Wow, sở hữu sức mạnh của dòng Heroic và anh em mình còn đang được down x2 với cái thành viên Holy. À, ca này hơi khoai nha, mình nhờ tới cái bé Karma đi các bạn à. Rồi, tên bạn nó hồi sinh trở lại thêm một lần nữa ha. Lần này thì mình sẽ đến với là... đây, quýnh cả hai thành viên tem bạn cùng một lúc luôn. Rồi, chỗ này sẽ đến với nhân vật chiến binh. Ui, con này nó có cái skin kim cương nha các bạn. Mình cũng có cái skin này luôn ấy. Wow. Rồi, bây giờ thì nhờ đến bé này đi ha. Quá là tuyệt vời luôn các bạn à. Chỗ này thì chúng ta sẽ cho cái bé Heroic ra. Wow, victory nha các bạn ơi. Rồi, ở đây thì ui, tên bạn đội hình thôi, đổi đội hình đi hen. Wow, có một con Karma level là 70. Cây nha. Wow. Ủa, sao vàng rồng quá anh em mình bị đổi từ lưa vậy? Ồ, căng nha. Rồi, lên khu này thì bắt đầu có một cái sự khác biệt nhẹ các bạn ơi. Macaron Gold không còn được chiến đấu ở đây nữa, mà thay vào đó thì anh em mình sẽ ra một cái đội hình khác nha. Đây, hệ nước với là hệ mặt trăng bị cấm ở trong khu vực này, cho nên là những bé có cái chiêu đó chúng ta sẽ không được đưa vào đây nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ khèo nhẹ với Kamas. Wow, anh em mình kích hoạt được khả năng miễn nhiễm sát thương rồi đây. Rồi, lần này thì mình sẽ đến với bé trâu nha. Ui, tên bạn nó được đam nhân 2 với mình luôn. Cay nhờ. Sát thương tăng thêm 30% nè. Ôi, rồi, ca này thì mình sẽ hạ được một con nha. Thành viên tiếp theo là Heroic các bạn ơi. Ui, nó chơi trò búp máu cơ. À, đây, nhân vật của mình là khắc chế được con này nha. Wow. Rồi, nhẹ với tuyệt chiêu điện luôn. Ca này hơi khoai ha. Chỗ này anh em mình cho bé trâu đi. Rồi, con trâu gõ được tầm khoảng 2 cái là qua cửa. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng tôi một lượt đăng ký nha. Và tặng mình thêm một like nữa để ủng hộ nhẹ cho Hentai Channel nha các bạn. Đây, còn ở đây thì wow, hai con Heroic, một con là Mythicast. Mình nhớ không lầm là con này Mythicast nha. Vô kèo bụp luôn ha.
Anh em mình nghe nhẹ thử đội hình của tem bạn. Mới vô đã kích hoạt được khả năng miễn nhiễm sát thương và anh em mình đang được, wow, 214k các bạn ơi. Lượng đam quá ghê gớm. Rồi, chỗ này thì mình sẽ cho con trâu đi. Anh em mình lụm nhẹ tem bạn cái đi ha. Rồi, sau đây thì mình sẽ cho Heroic ra để thể hiện kỹ năng. Tính ra là con này ra trước cũng được nè. Wow, sát thương tem bạn ghi ra cho mình thì cũng khá là thấp. Rồi, chúng ta sẽ nhờ đến Heroic đi. Ui, thốn nha. 30%. Ôi, 180 mấy ngàn luôn các bạn ơi. Con này nó đam to thế nha. Wow, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ôi, cay rồi. Tính toán sao đây? Chắc có lẽ là phải nhờ tới con trâu mập rồi. Oh no. Ui, anh em mình bị sát thương nhân 2 luôn. Khó thế. Không đủ đam các bạn ơi. Ôi, khoai thế. Trận này tem bạn nó còn trở lại thêm một lần nữa luôn. Và rồi, win thì được rồi đấy. Nhưng mà anh em mình hy sinh hết hai con rồng rất mạnh của tem rồi. Wow, khoai quá luôn. Chỗ này thì anh em mình phải nhờ đến đây hai con khác thôi. Rồi. Ui, ca này được các bạn. Mình nhắm rồi. Đội hình tem bạn như vậy cũng tạm ổn đây. Tem bạn mới có level 50 mấy thôi. Cho nên là mình gồng chắc có thể là gồng được đó. Sát thương tăng thêm 30% và anh em mình đang là dòng Legend. Ôi, Legend quýnh với Heroic hình như là anh em mình bị giảm đam hay sao á mọi người ơi. Wow, 30%. Rồi, ca này thì chúng ta khèo nhẹ cái nữa là qua cửa ha. Đây, trùm cuối của tem bạn ngóc đầu ra rồi. What, 424 ngàn. Ôi, nó vả một cái một, anh em mình không còn giọt máu nào luôn á. Ôi, nó quýnh hai lần cơ. 119 thêm cái 92 ngàn nữa. Ôi, cay thật sự luôn các bạn ơi. Hai con rồng level 70 của anh em mình lại bị bế đi một cách gọi là ngon ngọt sớt luôn. Quá ghê gớm ha. Wow, đội hình của bắp. À, tem này thì anh em mình có thể vượt qua được đây. Hoàng tử băng vô luôn. Bây giờ là mình thấy là tem bạn nó hổ báo lắm á các bạn. Cho nên là bây giờ anh em mình cho mấy cái đội hình này ra nè. Wow, 22, 40 với 22. Ôi, skin rồng đá các bạn nhìn rất là đẹp nha. Tính ra con này lâu lắm rồi đó các bạn ơi. Ôi, mở cái rương nè. Ôi, đội hình tem bạn 70, 70 và 50. Ôi, hai con 70 luôn hả? Vô luôn các bạn ơi. Tầm này thì... Ôi, anh em mình đang được giật đam sát thương nhân 2 nha. 130 ngàn. Rồi, chiêu này khó thế nhờ. Hoàng tử băng của chúng ta thì sao? 30 mấy. Ôi, không chịu nổi một chiêu luôn. Wow, 6 mấy ha. Lắm. Ôi, level 70 yêu tinh xanh. Rồi, với cái bé yêu tinh xanh này thì chắc mình gõ tầm khoảng 2 hit. Rồi, ổn các bạn. Trận này có thể win ha. Đó, tính toán muốn xì khối luôn. Cũng mấy thời gian. Anh em mình còn một cái khả năng hồi sinh nữa. Wow, tính ra cái con trâu này nó trâu ghê ha các bạn. Nãy giờ là nó gồng gánh cái tem mình muốn xì khối luôn á. Rồi, sương sương, bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài. Chỗ này thì anh em mình wow, anh em trong tem vô nhận thưởng nha. Tem mình lần này được rương 5 à. Ôi, ngon lành. Không biết sắp tới là tới nhiệm vụ gì đây.
À, có mấy bạn nộp đơn về tem mình nữa đây. Vô nha. Rồi, chỗ này Hang Tây đã nâng sao thành công cho cái bé yêu này các bạn. Con này hiện tại mình đã nâng lên level là mơ 3 sao các bạn. Này nâng sao chứ chưa lên level. Wow, 3 sao này mình có thể nâng lên maximum là level 55 lận nha. 4 sao, ôi dạ 4 sao mua luôn á là được 1 triệu mấy các bạn. 1 triệu 2 ha. Bây giờ cả 1 triệu 3 rồi. Rồi, chỗ này ui mấy con này nâng lên được 4 sao luôn nè, nhưng mà anh em mình sẽ tốn khá khá đó. Wow. Rồi, ổn ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là ui Advan. Rồi, hôm nay này mình sẽ đến với khu vực list nha mọi người. Đây. Khu này thì mình sẽ mang cái bé hàng xịn sò này ra review cho anh em xem. Dù sao hôm nay bé ấy là nhân vật chính mà, cho nên mình sẽ ưu tiên nó một xíu nha. Rồi, vô kèo nè. Wow, một mình cân 3 chắc ổn đấy. Tem bạn thì tầm khoảng level 40 thôi hả? Rồi, ngon lành luôn. Victory. Ở đây mình được 6 viên game nữa nè. Đây là một trong những khu vực mà anh em mình có thể cày game kiếm thêm nha các bạn. Rồi, ui Macaron các bạn ơi, thành viên này cũng được búp lên 4 sao rồi. Wow, và lượng sát thương thì gây ra cũng khá là ổn ha. Đây, Titan lửa luôn. Con này thì đầu tiên anh em mình phải phá cái bộ giáp của Titan trước, sau đó anh em mình mới tấn công vào trong được ha. Wow. Rồi, Victory các bạn ơi, sương sương là cũng được 3 hiệp ha. Rồi, bây giờ đến với hiệp thứ 3 đây. Wow, Heroic Kamas. Rồi rồi, tới câu chuyện luôn. Con này là khắc chế Kamas nè các bạn. Sát thương gây ra cho bé này anh em mình sẽ được tăng gấp đôi, lượng đam lên tới 180 mấy ngàn. Ôi, con này thì sao nha? Wow, con này thì nó quýnh cả ba thành viên team mình luôn mà nó tự lấy máu của nó để nó tăng cái lượng đam lên nữa các bạn. Quá ghê gớm luôn. Anh em mình hiện tại lên tới level 109 rồi. Wow. 3 sao he. Rồi, sương sương luôn. Wow, victory ha các bạn. Ngon lành. Rồi, anh em ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho tôi một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.